Vâng, thật là vui và rất là chào mừng các anh chị tham gia xem và cùng nhau nghiên cứu một số những cái kiến thức liên quan đến giám sát và đánh giá một dự án hay là một chương trình. Thường thì dự án nó nhỏ hơn là chương trình. Một chương trình sẽ bao gồm nhiều dự án nhỏ. Thế thì ngày làm việc hôm nay ấy, chắc chắn là sẽ có nhiều anh chị sẽ cho rằng là cái thằng cha này nó nói dài quá, cớ gì phải nghe nó đó. Có người thì lại chân trong chân ngoài nghĩ rằng là mất thời gian của tao. Tuy nhiên thì em rất mong muốn rằng là các bác anh chị cùng văn phòng chúng ta cùng nhau để hiểu những cái kiến thức nền tảng chung đấy, về việc giám sát và đánh giá, để rằng là chúng ta sẽ thực hiện cái việc giám sát đánh giá thực tốt. Vâng, thế thì cái giám sát và đánh giá nó gồm có hai phần, phần giám sát và phần đánh giá. Phần đánh giá ấy, thì nó sẽ được thực hiện vào đầu chu kỳ thực hiện dự án để tìm ra những cái số liệu cơ sở ban đầu. Đấy, đây người ta hay gọi là đánh giá baseline, là đánh giá để tìm số liệu ban đầu, sử dụng những cái bảng hỏi và bảng kiểm để người ta biết rằng rằng là lúc đầu thực hiện dự án ấy, thì nó đang là bao nhiêu. Em lấy ví dụ như là tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em lúc đầu dự án, cái năm đầu tiên bắt đầu thực hiện dự án thì nó đang là 22% chẳng hạn. Thế thì sau 5 năm nữa nó là bao nhiêu? Thì như thế mới gọi là tác động của dự án đến để cải thiện cái tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em. Đấy. Cái thứ hai nữa đó là đánh giá giữa kỳ. Thì thông thường dự án 5 năm thì sẽ đánh giá vào năm thứ 2 rưỡi, và một lần nữa đó là một lần đánh giá về cuối kỳ để xem là trước thực hiện dự án và sau thực hiện dự án thì so sánh xem nó đó đạt được hiệu quả ra sao, thì lúc ấy chúng ta mới có thể nói là hiệu quả. Chúng ta không có số liệu thì đừng nói hiệu quả. Đấy. Còn chúng ta sẽ tập trung vào là chia sẻ những kiến thức liên quan đến giám sát ngay bây giờ. Thế thì chúng ta sẽ hiểu rằng là tầm quan trọng của khung logic nó là cái gì, tại sao lại quan trọng như vậy. Vâng ạ, thế thì các bước xây dựng khung logic thì các bác sẽ chú ý lên đây. Thông thường thì để xây dựng khung logic thì nó bao gồm là 6 bước và các hoạt động trong giai đoạn thiết kế chương trình hay là thiết kế dự án. Các bác quan sát trên màn hình và em sẽ cho nhỏ lại. À, bao giờ cũng vậy, người ta bước nào thì công việc là gì, mục đích của công việc đó ra sao, ai là người thực hiện, người tham gia để thực hiện cái hoạt động đó là những ai. Đấy. Và công cụ là gì. Đấy. Ví dụ như bước 3 này là hội thảo về an sinh trẻ em thì các cái như là công cụ là mô hình sinh thái này, trò chơi bong bóng này, trò chơi đan lưới này, những bước đi trong đời này, xác định nhóm trẻ dễ bị tổn thương tại cộng đồng này. Đó. Thế đấy là với mỗi một bước làm việc thì chúng ta cần phải có như vậy. Thế thì chúng ta chỉ nhìn thấy là qua rất nhiều bước. Bước 1, bước 2 em sẽ không trình bày đây, bởi vì bước 1 là làm những cái bảng TOA các thứ thì lại phải thường là những cán bộ chuyên về giám sát đánh giá có kiến thức và kỹ năng rồi mới làm được. Thế chúng ta nhìn sang bước 5, bước 6 này, qua rất nhiều công việc chúng ta mới làm ra được cái khung logic. Đấy. Cây vấn đề, cây mục tiêu rồi mới ra được là cái khung logic này, logical framework này. Đấy. Và mới viết ra được cái văn kiện dự án. Từ cái khung logic đó người ta mới đi viết văn kiện dự án, chứ không ai làm là viết văn kiện dự án mới ra được khung logic, phải dựa theo khung logic kia đã. Đấy. Khung logic phải dựa theo là cây vấn đề, có cây vấn đề mới có cây mục tiêu mới ra được khung logic, và có khung logic mới ra được văn kiện dự án. Đấy. Thì đó là các cái bước làm, và cái bước làm đấy nó mất rất nhiều thời gian. Thông thường thì để làm bước 1, bước 2, bước 1, bước 2 ấy, là viết cái điều khoản tham chiếu ấy, nó mất khoảng độ 1 tháng 2 tháng để các bên có liên quan cho những ý kiến, những công việc cần làm. Sau đó thì đến bước 3, bước 4 thì mất khoảng độ tổng thời gian cho đến khi xong được khung logic thường mất khoảng độ 5 tháng để thiết kế, và mất khoảng độ 1 tháng để dịch sang tiếng Anh, sau đó thì mất khoảng 2 tháng để gửi sang nhà tài trợ. Đấy là các bác nhìn sơ qua là như vậy. Em tắt nó đi. Thế thì khi chúng ta có văn kiện dự án, có khung logic gửi sang nhà tài trợ, có kế hoạch giám sát và đánh giá gửi cho họ rồi, thì thông thường nhà tài trợ ấy thì chỉ đọc văn kiện dự án trong những thời gian đầu thôi, chứ không ai suốt ngày mang cái đấy ra để đọc cả. Mà ngay cả như anh em chúng ta cũng vậy,
những nhân viên của dự án trong hệ thống quản lý dự án nói chung ít ai đọc lắm. Chủ yếu là những cái người quản lý dự án họ đọc là chính, họ đọc và họ phải thông thông suốt và những cái yêu cầu trong đó là gì. Và cái nhà tài trợ thì họ chỉ tập trung vào xem là cái tính logic, tức là cây vấn đề, từ cái vấn đề chuyển sang cây mục tiêu rồi chuyển sang khung logic thì xem nó logic như thế nào. Và người ta quản lý dự án là dựa theo cái khung logic này, khung logic này. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem là một cái khung logic chuẩn thì nó như thế nào, và khung logic của TNFP nó như thế nào, để từ đó chúng ta mới có thể là biết được rằng là chúng ta đang lệch chuẩn hay không. Đấy. Thì sau đây em sẽ mở khung logic chuẩn ra để các bác cùng xem. Và đây là cái khung logic của chương trình phát triển vùng Trấn Yên, nơi mà em vừa chuyển làm bên đó, sau đó chuyển sang bên này. Thì nó được thiết kế để cho giai đoạn 2015-2019. Nói thật với các bác là làm ở cái chương trình này công việc nhiều, em chẳng khoái lắm. Mà em cũng là người đi thiết kế cái chương trình này. Và trước khi em chuyển về đây là hôm đó là mùng 9 tháng 3, thì em cũng làm đến mùng 8 tháng 3 mới xong. Và thì các bác xem nhá, bao giờ cũng vậy, nó có một cột gọi là cột cấp bậc. Đây em xin lỗi, đây là khung logic ở đây ạ. Khung logic thì nó bao giờ nó gồm là cấp thứ bậc, rồi là nội dung, sau đó đến chỉ số đo lường, phương tiện kiểm chứng và giả định rủi ro. Đó. Nó gồm có 5 5 cột. Tuy nhiên thì em thấy là trong cái bài tập huấn đối với lại dự án TNFP của mình thì thấy mọi người chỉ giới thiệu là 4 4 bậc, và nó làm cho chúng ta hơi khó nhìn. Thì nó là như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng không cần xem cái này nhiều lắm. Chúng ta chuyển sang cái khái niệm và phương pháp này này. Em bôi đỏ vào đây. Này, khái niệm và phương pháp này này. Thì ở cấp bậc chương trình ấy, hay là cấp bậc mục tiêu dự án tổng thể của dự án ấy, thì bao giờ cũng có nội dung là ví dụ như là cải thiện một cái gì đó. Đấy. Thường bắt đầu bằng chữ cải thiện một cái gì đó. Sau đó thì các cái chỉ số để đo lường việc cải thiện đó như thế nào. Ví dụ như là để cải thiện an sinh trẻ em bền vững thì người ta có một cái chỉ số là phần trăm trẻ từ 12 đến 18 tuổi. Được báo cáo là có vật chất và môi trường sống, học tập và việc làm đầy đủ. Thế thì bao giờ chỉ số cũng phải được xây dựng và đi kèm với nó là khái niệm của chỉ số đó. Tại sao lại phải có định nghĩa về chỉ số này? Khái niệm về nó là vì sao? Bởi vì là để cho bất kỳ ai đọc cái văn kiện này thì cũng đều phải hiểu rằng là nó có ý nghĩa như sau. Chứ không thể nào nói được rằng là có vật chất và môi trường sống, học tập và làm việc đầy đủ. Đầy đủ nó là như nào? Đây ạ. Đầy đủ nó là như nào? Đấy. Môi trường sống, học tập, làm việc là như nào? Thì chúng ta phải dựa vào cái khái niệm này. Đấy. Hoặc là ví dụ dự án y tế em chẳng hạn, ví dụ này. Phần trăm trẻ em từ 0 đến 5 tuổi suy dinh dưỡng, thể còi cọc. Chỉ số ấy. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng mà. Thì chỉ số này là tỷ lệ giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng từ 0 đến 5 tuổi ở thể còi cọc. Thì định nghĩa của nó là gì? Là phần trăm trẻ từ 0 đến 59 tháng có chiều cao tương ứng với độ tuổi thấp hơn 2 bậc so với điểm giữa của thang sinh trưởng phát triển trẻ. Mà cái thang sinh trưởng phát triển trẻ này thì nó được Tổ chức Y tế Thế giới quy định và chúng ta phải dựa theo đó. Đấy. Thì nó phải dựa theo cái căn cứ như vậy. Và em lấy ví dụ như một dự án khác nha, một chỉ số khác nha. Ví dụ sáng kiến về dự án, đây là dự án về ấy rồi, dự án về 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 biến đổi khí hậu rồi. Dự án về sinh kế chẳng hạn. À, đây có một cái chỉ số là phần trăm hộ áp dụng mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả. Vậy thì như nào gọi là hiệu quả? Như nào gọi là áp dụng? Thì phải có định nghĩa ở đây. Mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp là mô hình SRI, tức là thâm canh lúa cải tiến, mô hình sáng kiến chăn nuôi, dịch vụ phát triển kinh doanh, tín dụng cộng đồng, mô hình rừng bao gồm làm vườn ươm giống, mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu. Áp dụng hiệu quả có nghĩa là áp dụng đầy đủ hoặc từng phần gói kỹ thuật của mô hình nào đó trên này phù hợp với bối cảnh, tạo ra thu nhập và có lợi nhuận từ mô hình. Thì đó là cái khái niệm.
Nếu không có khái niệm này mà đi đo thì nó vô cùng khó. Mỗi người đo một phách, mỗi người hiểu một kiểu. Thì đây là cái khung logic mà chuẩn mà được bên phía nhà tài trợ Nhật Bản đồng ý tài trợ cho chúng em rồi. Và hôm nay em giới thiệu với các anh chị về cái khung logic là như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng xem cấp bậc của nó như nào nhá. Ở cột cấp bậc này thì mục liên quan đến dự án y tế chẳng hạn, thì ở dự án TNP của chúng ta lại có là hợp phần, thì người ta thường ghi là một mục tiêu dự án là mục tiêu một, mục tiêu dự án một bao giờ có kết quả. Thì thường thường một dự án người ta thường chỉ làm cho ra được hai kết quả thôi, người ta chỉ cần hai kết quả thôi, người ta không cần nhiều lắm, cần nhiều nó sẽ phức tạp và khó làm. Người ta kinh nghiệm là như vậy, kết quả 1.1 rồi là kết quả 1.1 này, kết quả 1.2, kết quả 1.3. Đấy, người ta chỉ làm 3 cái là cùng thôi, 3 kết quả là cùng thôi. Và ở đạt được nhiều kết quả thì sẽ đạt được mục tiêu. Thì vậy cần nhìn 1.1. Và đầu ra là đầu ra, trong một kết quả thì có nhiều đầu ra 1.1.1. Thì nếu mà đạt được các cái đầu ra này thì sẽ đạt được kết quả 1. Đạt được các đầu ra sẽ đạt được kết quả. Vâng nhé. Đây có 3 đầu ra này. Đầu ra 1, đầu ra 112, đầu ra 113. Nếu đạt được 3 cái đầu ra này thì sẽ đạt được kết quả 1 này. Mà các kết quả đạt được thì sẽ đạt được mục tiêu của dự án 1 này. Các dự án đạt được mục tiêu thì sẽ đạt được mục tiêu của chương trình. Rồi. Xin cảm ơn các anh chị đã chú ý đến cái khung logic chuẩn nó là như vậy. Và luôn luôn nhớ rằng là nó có định nghĩa về của những cái chỉ số. Và cái khung logic này là chúng ta luôn luôn chắc ăn một điều là như này. Nó được hình thành từ khi thiết lập dự án gửi cho nhà tài trợ phê duyệt. Và để theo dõi những cái chỉ số này thì người ta có là bảng theo dõi chỉ số. Vẫn cái chỉ số như này, phần này vẫn giữ nguyên, phần này vẫn giữ nguyên, phần này xóa đi. Và người ta thiết lập lên là số liệu ban đầu. Đây là số liệu ban đầu này. Đấy. Số liệu ban đầu, số liệu ban đầu là bao nhiêu thì là dựa vào số cái cuộc đánh giá đầu kỳ đo baseline. Và người ta luôn luôn đưa ra, em lấy ví dụ như là tỷ lệ ban đầu của suy dinh dưỡng thể còi cọc này thì số liệu ban đầu là 22% như lúc nãy nói. Thì trong năm thứ nhất là năm 2015 thì sau 6 tháng, mục tiêu 6 tháng của anh giảm bao nhiêu? Ví dụ như anh bảo là do mới thực hiện dự án tôi không thể giảm được thì tôi vẫn giữ là 22% không có giảm. Nhưng sau 12 tháng thì anh phải nói với nhà tài trợ là tôi đăng ký là tôi sẽ phải nỗ lực sau 6 tháng cuối năm ấy làm giảm xuống còn 21%. Tức là giảm 1%. Và sau 18 tháng tức là 1 năm rưỡi sẽ phải giảm xuống còn 19%, ví dụ như vậy. Và chúng ta luôn luôn có cái con số để vươn tới, tức là số mục tiêu 6 tháng này, 12 tháng này và 18 tháng này. Năm 2016 và cho đến tận là mục tiêu năm 2019 là sau 60 tháng thì nó giảm xuống ví dụ là còn 9% này. Mục tiêu ta nói với nhà tài trợ là đăng ký là như vậy. Và chúng ta có kế hoạch giảm như này thì cứ 6 tháng ấy thì các cái kết quả phải đo một lần, các cái đầu ra phải đo một lần, 6 tháng là phải đo. Còn để đo để còn xem nó đạt được mục tiêu không, đây mục tiêu này thì chúng ta phải luôn luôn so sánh và cứ 6 tháng chúng ta phải đo một lần, thì đó mới là một cái cơ chế làm việc chuẩn. Đấy. Nhà tài trợ nó quản lý, nó quản lý trên cái này chứ nó không quản lý dựa trên cái câu nói viết trong báo cáo mà không có căn cứ. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn các bác ạ. Vâng,
Vừa rồi thì chúng ta đã xem một cái khung logic chuẩn, thời gian và các bước làm của nó rất dài như vậy, và những nhà quản lý dự án là quản lý dựa trên cái khung logic đó và những cái chỉ số đó, cấu trúc của nó là như vậy. Đấy là một khung logic chuẩn. Bây giờ chúng ta sẽ xem khung logic của TNFP. Và khung logic của TNFP đây ạ. Các bác quên cái mục phương tiện kiểm chứng và giả thuyết này đi, bởi vì nó ít khi liên quan lắm. Người ta chỉ để vào đấy thôi, cho nó đúng yêu cầu của thiết kế khung logic thôi. Hôm nay chúng ta sẽ xem là cái cách người ta ghi xem nào. Bây giờ là cột chỉ số này, đây là nội dung của chỉ số này. Đấy. Nội dung của chỉ số này luôn đi lại làm luôn với lại cái cấp bậc này, khó nhìn quá, đúng không ạ? Người ta phải có cột cấp bậc bên cạnh này, xong là cấp bậc đầu ra 111, đầu ra 112, rồi là nội dung ở đây. Khi mà người ta copy paste nó dễ hơn. Đây viết này khó quá, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ xem cột chỉ số xem nào. Rất tiếc với các bác là những cái chỉ số của dự án TNFP thì nó được thiết lập lên đây nhưng mà nó rất chung chung. Và hôm vừa rồi thì ở cái buổi tập huấn ở dưới tỉnh ấy, có cả anh Hưởng, phó đốc của mình, chị Khiêm và đều cũng được biết ấy. Thì cái chỉ số này người ta đặt nó lộn xộn vào một cái cột chỉ số, chẳng phân cấp là cấp đầu ra hay cấp kết quả gì cả. Đi đây đầu ra, nhưng mà để ở đây để là khổ lớn. Đấy, cái đầu ra nó phải là đầu ra, kết quả phải là kết quả. Thế đây lại ghi đầu ra nhưng đặt lụm đặt lộn từ phèo ở đây. Đấy. Đó là cái nhất. Cái thứ hai nữa là về thiếu một cái cột gọi là cột giải thích về chỉ số, khái niệm về chỉ số thiếu. Thiếu em chưa nhìn thấy một cái bảng nào ghi khái niệm chỉ số cả, cho nên là em không tìm được. Bây giờ cái việc chúng ta làm là chúng ta nên là đưa ra khái niệm hay định nghĩa về chỉ số trước khi chúng ta đi đo thì chúng ta mới có thể đo tốt được. Riêng cái cột này thì nếu các anh chị để ý thì đây là những động từ này, đây cũng là động từ này, đây cũng là động từ này. Chỉ số thì không có động từ đúng không ạ? Chỉ số là không có động từ. Thế em mở lại cái bảng chỉ số, cái bảng khung logic vừa rồi em mở đây. Đó là chỉ số không có động từ đấy. Đây, khái niệm và phương pháp. Chỉ số nó chỉ là phần trăm, rồi phần trăm, rồi là tỷ lệ số 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 đấy, đúng không ạ? Số tỷ lệ số 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 và tỷ lệ thôi. Thế làm gì có động từ đâu ạ? Đã gọi là chỉ số phải là một con số cụ thể. Đấy, các bạn để ý nha. Thì ở đây lại có chữ tập huấn. Thì cái tập huấn này đây thực ra mà nói đây là hoạt động. Đây là hoạt động chứ không phải là chỉ số. Đấy. Và một hoạt động thì không nhất thiết là lúc nào cũng phải đi đo chỉ số của hoạt động. Không 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 nhất thiết là phải đi đo chỉ số của hoạt động. Có nhiều hoạt động không cần đo chỉ số. Chẳng nhẽ một cái hoạt động đi thăm thôn bản thôi. À, xuống hỗ trợ việc kiểm tra hộ thủ tục tài chính không phải đưa ra chỉ số à? Không phải. Và chúng ta nhìn vào đây, chúng ta thấy như này, em giới thiệu luôn. Để đạt được đầu ra như thế này là nâng, em cho to lên nhìn cho dễ nhìn. Để đạt được đầu ra nâng cao kiến thức và kỹ năng về phòng ngừa, suy dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ cho bà mẹ và người chăm sóc trẻ, thì để làm để nâng cao kiến thức này được ấy, thì phải có chỉ số như này là số bà mẹ và người chăm sóc trẻ có kiến thức và kỹ năng. Thì để trong 5 năm liền, không phải một lúc mà nó có thể là đưa ngay được cái số bà mẹ này từ không cho đến tận hàng nghìn người cũng được, mà phải có rất nhiều hoạt động, có rất nhiều hoạt động mới ra được, mới nâng cao được cái này, và nhiều hoạt động thì mới ra được một chỉ số này. Chứ không phải cứ đo chỉ số phát ra luôn hoạt động đo luôn được cái này. Em lấy ví dụ như này cho dễ này. Bây giờ chỉ số là để tán một cô gái, chỉ số là số cô gái qua tay ông trưởng, thì bây giờ mình phải có khái niệm là qua tay nghĩa là như này, qua tay nghĩa là vào quán uống cà phê hay là vào trong cái hotel nào đó. Đấy. Thế thì ví dụ mục tiêu là sau 2 năm thực hiện dự án ông trường sẽ đạt được 5 cô, thì có phải tự nhiên ông đạt được 5 cô đâu,
ông ấy phải đưa ra một loạt những hoạt động, nào là rèn luyện kỹ năng nói, rèn luyện kỹ năng nghe, rèn luyện kỹ năng phát hiện để sở thích của cô gái, rồi lập kế hoạch, tìm nguồn ngân sách, tìm phương tiện để đưa cô gái đi chơi, thì nhiều hoạt động lắm thì mới ra được là một cô gái. Thì đó chính là cái mà chúng ta cần phải để ý, chứ không phải là cứ hoạt động nào cũng phải đo. Hoạt động mà nào một cái đo thì thực sự mà nói thì nó cực kỳ nan giải, cực kỳ phức tạp và không ai yêu cầu cái việc đó cả. Thì đó là cái mà các bác để ý. Thì đây chính là những hoạt động này để góp phần tạo nên cái đầu ra này. Nhưng mà cái đầu ra này thì lại đập việc thực hiện tốt hay không cái khung logic này ấy, thì người ta cũng không mong muốn rằng là các anh thực hiện quá tốt nó, vượt cái gì cũng vượt, và các anh lại thực hiện yếu quá người ta cũng không hài lòng. Mà tốt nhất là cứ đạt được những gì so với lại nhà tài trợ yêu. Việc thực hiện tốt các cái chỉ số ấy và thực hiện yếu, tức là không đạt ấy, thì cũng không được khuyến khích, nhà tài trợ không khuyến khích điều đó. Bởi vì làm sao, thông thường thì một người làm tốt việc này quá thì lại làm yếu việc kia đi. Anh giỏi việc A thì ông sẽ yếu việc B. Và tốt một cách tốt nhất ấy, một cách kỳ vọng nhất ấy, là nhà tài trợ họ muốn rằng là những gì thỏa thuận ban đầu, những gì gửi cho họ ban đầu họ phê duyệt ấy, là chúng ta đạt được như vậy. Đấy. Nếu chúng ta làm tốt cái này mà không làm ảnh hưởng cái kia thì người ta cũng khuyến khích, người ta cũng đồng ý một chút thôi, đồng ý thôi. Nhưng mà người ta vẫn, dù sao người ta vẫn cứ nghĩ rằng là chúng ta làm tăng cái này và giảm cái kia. Đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi xem chỉ số nó là cái gì. Đấy. Thì chúng ta sẽ xem là các mục tiêu và chỉ tiêu thường thấy trong các cái hệ thống của nhà nước nhé. Ví dụ như là nâng tỷ lệ số hộ gia đình sử dụng nước sạch lên trên 80% vào năm 2020. Các mục tiêu đấy, rất nhiều mục tiêu. Vậy thì chỉ số là cái gì? Đấy. Là nó chính là đơn vị đo lường mức độ hoàn thành mục tiêu hay chỉ tiêu mà ban đầu chúng ta đã đề ra. Như vậy là cái mục tiêu và chỉ số này là phải được thực hiện, phải được thiết lập ngay từ lúc thành lập cái văn kiện dự án các bác nhé. Đấy. Làm văn kiện dự án. Chỉ số nó cho chúng ta biết là những mục tiêu mà chúng ta đề ra trong kế hoạch ấy, thì nó đang thực hiện đến đâu. Tức là 6 tháng đo lần, 1 năm đo lần. Cứ như vậy, trong 5 năm đương nhiên chúng ta sẽ phải đo khoảng độ 15 năm. Thì chúng ta sẽ phải đo khoảng độ 8 lần. Các bác để ý cho em cái cấu trúc của cái cấp bậc chỉ số này. Ở cấp độ hoạt động ấy, chúng ta nên đo. Ở cấp độ đầu ra, cấp độ hoạt động đo thì đơn giản. Ví dụ như sau lớp tập huấn. Một lớp tập huấn thường thường chúng ta phải có công cụ để đo. Và chúng ta trước lúc tập huấn chúng ta hỏi họ những câu hỏi gì, thì sau lớp tập huấn chúng ta phải hỏi họ câu hỏi đó. Để chúng ta so sánh xem là sau lớp tập huấn thì kiến thức của họ đã thay đổi như thế nào. Ví dụ như vậy. Đấy là hoạt động tập huấn, hoạt động hội thảo, hoạt động xây dựng. Đấy. Thế còn đầu ra thì như lúc trước em nói thì nhiều hoạt động sẽ cho một đầu ra, hoặc cho vài đầu ra, một hoặc một vài đầu ra. Và đầu ra thì không phải là đo đơn giản, mà nó phải thành là hệ thống, các đầu ra, một hệ thống những phương pháp. Đấy. Và ở cấp độ kết quả, nhiều đầu ra sẽ cho các kết quả khác nhau. Đấy. Kết quả này chính là ở cấp tác động các bạn. Kết quả chính là tác động. Trong tiếng Anh nó viết chữ outcome. Outcome chính là kết quả. Và kết quả chính là tác động. Thì việc đo của tác động thì khó hơn là việc đo đầu ra. Và việc đo mục tiêu chúng ta không làm. Cán bộ dự án chúng ta không làm. Bởi vì đo mục tiêu sẽ là đo vào lúc đánh giá cuối kỳ. Chúng ta mới đo mục tiêu. Các bác nhé.
Chỉ số là các cái đo lường trực tiếp hoặc gián tiếp một cách có hệ thống. Tại sao lại nói là một cách có hệ thống như lúc nãy em nói? Thì hệ thống của nó là những cái bảng biểu theo hàng năm, cứ 6 tháng một mục tiêu, 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng. Nó rất hệ thống như vậy. Và hệ thống nó thể hiện cái gì? Hệ thống nó chính là có hệ thống nhân viên đánh giá, hệ thống nhân viên chuyên về giám sát và đánh giá, hệ thống về quản lý chuyên về giám sát và đánh giá từ tỉnh xuống huyện cho đến xuống xã, thì nó là phải là có hệ thống. Nhưng mình đây có nhiều đơn vị thực thi thì những đơn vị thực thi phải có hệ thống các cái mẫu biểu để đo lường các cái chỉ số này. Ngay từ lúc thiết kế dự án có chỉ số rồi là phải xây dựng hệ thống ngay. Đấy, phải có mẫu biểu nào đo chỉ số gì. Lát nữa em sẽ nói. Đây là các cấp độ của chỉ số thì em đã nói lúc trước trong khung logic rồi. Thế việc xây dựng danh mục các chỉ số ấy, tức là lúc làm khung logic ấy, thì ai là người xây dựng danh mục các chỉ số và khái niệm định nghĩa cho nó? Đầu tiên sẽ là thảo luận trong nội bộ dự án cái này. Đấy. Vào đầu kỳ khi bắt đầu thực hiện dự án. Thứ hai là tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Thứ ba là kinh nghiệm của tổ chức khác hoặc là của một cái dự án khác, họ làm cũng làm như chúng ta tham khảo cái chỉ số tương tự. Thứ tư là các chỉ số sẵn có mà có thể do nhà tài trợ người ta đã ban hành, người ta làm ở một cái nước nào đó rồi người ta ban hành, hoặc là các cái chỉ số liên quan đến tổ chức y tế thế giới hoặc những cái tổ chức Liên Hợp Quốc thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được. Đo số liệu ban đầu thì nó chính là số liệu baseline, là cái chỉ số được xác định trước khi thực hiện dự án, được xác định làm căn cứ giám sát tiến độ thực hiện dự án và đánh giá mức độ thành công của dự án. Nó là cái gốc gác để so sánh các bạn ạ. Baseline thì được thu thập bằng các công cụ khảo sát hoặc căn cứ dựa trên số liệu báo cáo từ các đơn vị chức năng. Đấy. Công cụ khảo sát thì có nhiều chỉ số chúng ta phải tự đi tìm kiếm dựa trên những bảng hỏi, bảng biểu, checklist là bảng kiểm, rồi là thảo luận nhóm lớn, thảo luận nhóm nhỏ dựa trên các cái công cụ như là cây kết quả hay là cây kết quả ấy, hoặc là công cụ 360 độ chẳng hạn. Đấy. Rồi từ cái đó ra chúng ta sử dụng công thức tam suất để chúng ta phải đưa ra cái kết quả cuối cùng của mình. Thế còn các số liệu báo cáo từ các đơn vị chức năng ấy, thì chúng ta có sẵn rồi, chúng ta có thể dựa theo những cái số liệu về tỷ lệ suy dinh, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trung tâm y tế dự phòng, hay chúng ta có thể gọi là bây giờ là trung tâm y tế, và chúng ta cũng để ý đến khung theo dõi chỉ số như lúc trước em nói, thì bao giờ cũng là mục tiêu là nội dung của chỉ số là gì này, chỉ số đó là chỉ số gì này, nội dung của nó này, tên chỉ số này, số liệu ban đầu của nó là bao nhiêu này. Đấy. Và mục tiêu năm thứ nhất là giảm xuống hay tăng lên bao nhiêu này, mục tiêu năm thứ hai là bao nhiêu, mục tiêu năm ba, mục tiêu năm bốn và kết quả cần phải đạt được sau 5 năm là bao nhiêu, thì chúng ta mới có cái để so sánh. Vừa rồi là những cái kiến thức cơ bản, những cái hiểu biết cơ bản trong giám sát. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào nghiên cứu các bước đo chỉ số. Các bước đo chỉ số em sẽ đưa ra những cái bước làm, những cái mẫu mà bọn em đã từng làm, dựa trên những cái mẫu đó và các yêu cầu đó thì các bác anh các chị sẽ thảo luận với lại các đơn vị thực thi là chỉ số này anh phải có cái này, anh phải làm cái kia và có kế hoạch giám sát ra sao cho chúng ta. Thì các anh các chị có thể là ghi lại những cho phim dừng lại và ghi lại những câu nói của em chẳng hạn, như vậy nó nhanh hơn nhiều là việc em sẽ trình bày cho các bác trên một buổi hội thảo. Thế thì các bước đo chỉ số ấy, thì chúng ta sẽ có bước 1 xác định chỉ số nào cần đo. Đấy. Và các bên liên quan để đo cái chỉ số này là ai, đối tượng đo là ai,
Người đi đo là ai? Người sẽ đo thiết kế công cụ là ai? Công cụ đo là ai? Và chúng ta sẽ xây dựng kế hoạch đo. Thì em sẽ mở ra để các bác xem cái kế hoạch đo chỉ số là như nào nhé. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ xem cái kế hoạch đo cần phải được xây dựng như thế nào. Em sẽ mở luôn kế hoạch giám sát, kế hoạch đo chỉ số. Em kịp thời cho cái logo của IFAT với lại của TNFP của mình rồi. Em đây là một vài ví dụ liên quan đến kế hoạch đo chỉ số. Tên dự án, ví dụ dự án đây là TNSP, TNSP chim hóa. Đấy. Người chịu trách nhiệm là ai đó? Là Hà Thị Khiêm. Hà Thị Khiêm. Giờ đo là 16, 18 tháng. Mã. Ví dụ như là để đo có một cái chỉ số em nhớ trong nó ghi là phần trăm các cái tổ nhóm tại cộng đồng hoạt động tốt. Tổ nhóm tại cộng đồng, community interest, rồi tổ nhóm cộng đồng. Những cái nhóm sở thích ở cộng đồng hoạt động tốt. Thì làm nào để biết được là nó là một nhóm tổ nhóm hoạt động tốt thì chúng ta phải dựa theo là công cụ đo. Chúng ta phải yêu cầu cái đơn vị thực thi ấy, họ xây dựng cái công cụ đo. Ví dụ như đây. Em sẽ mở luôn. Bảng khảo sát tổ hợp tác. Mã phiếu tầm số bao nhiêu, tên tổ hợp tác chúng ta khảo sát là khổ tổ gì. Đấy. Ngày khảo sát, họ và tên người khảo sát Nguyễn Khắc Trường hay là Hà Thị Trâm, tên tổ hợp tác được tham gia khảo sát thuộc xã nào, ngày lập thành lập là bao nhiêu, tổng số thành viên lúc đầu hay là tổng số, đây là em lấy ví dụ thôi và mọi người có thể thiết kế lại. Tổng hợp kết quả thì nếu mà chúng ta thấy rằng họ đạt dưới 18 tiêu chí thì có thể cho coi là họ đang ở giai đoạn nảy mầm thì không thể nói là tốt được, còn nếu đạt từ 19 đến 29 tiêu chí mình có thể coi họ đang giai đoạn phát triển thì chúng ta bắt đầu tính tốt được từ đây, từ 19 đến 29 tiêu chí, và trưởng thành rất tốt là có thể là trên 30 tiêu chí. Thì khi thiết lập một cái bảng khảo sát này chúng ta phải quan tâm đến các cái khía cạnh như là về thành viên. Đấy, thành viên xem như nào, chúng ta đưa ra một khu vực những tiêu chí như này về thành viên, một khu vực một nhóm những cái tiêu chí về tầm nhìn và mục tiêu của tổ đó như ra sao, rồi công tác quản lý thì có một nhóm các cái tiêu chí, rồi là năng lực của các thành viên ban quản lý chúng ta cũng cần phải đo, và chúng ta nên để ở trạng thái là có hay không, và chúng ta yêu cầu là có bằng chứng vào đây, nếu có thì bằng chứng là cái gì. Ra quyết định và sự tham gia của cái tổ đó nó như thế nào, công tác tổ chức cuộc họp của họ tốt hay không, khả năng tổ chức kinh doanh của họ như thế nào. Hoàn thành xong cái bảng kiểm này, và hoàn thành được cái bảng kiểm này là dựa theo một vài những hướng dẫn ở dưới này. Đấy. Những người xây dựng bảng kiểm là phải có một vài những cái chỉ dẫn để đưa cho, ví dụ như là huyện mà thiết lập lên cái bảng này thì phải đưa cho cán bộ xã họ đi đo, thì mình phải có cái bảng phần giới thiệu này, nếu không thì họ không biết đo cái gì cả, họ không biết làm cái bảng này dẫn đến là sai. Đấy. Thì đây là một cái mẫu người ta gọi là CIG checklist. Đấy. Để khảo sát cái tổ hợp tác tốt hay không thì dựa trên những cái tiêu chí đó chúng ta đưa ra được phần trăm tiêu chí, à, phần trăm tổ nhóm hoạt động tốt. Người chịu trách nhiệm là ai, người giám sát chéo như là Lê Xuân Lộc hoặc là một cái cán bộ dự án nào đó hỏng, hoặc là không phải lên xuống nữa, có thể là Hà Thị Trâm đó, còn anh có thể giao cái phiếu này cho những người khác. Hoặc là bây giờ muốn đo cái chỉ số 512, số thành viên ban quản lý dự án xã có kiến thức cơ bản về quản lý dự án phát triển thì người ta được dùng một công cụ như này. Bảng kiểm tra kiến thức của các thành viên ban quản lý dự án xã về quản lý dự án phát triển thì chỉ số giám sát sẽ là chỉ số 512.
Nội dung của chỉ số là số thành viên ban quản lý dự án xã có kiến thức cơ bản về quản lý dự án phát triển. Quản lý dự án phát triển. Đánh giá các câu hỏi, câu trả lời này. Mức độ hiểu biết cơ bản về kiến thức và kỹ năng quản lý dự án phát triển. Nếu mà đạt ấy, thì sẽ phải trả lời được 5 đến 8 câu hỏi là trả lời đúng. Và không đạt là từ 1 đến 4 câu hỏi trả lời đúng. Đây là tất cả những gì liên quan. Cái người mà thiết kế cái công cụ này phải là cái cán bộ của đơn vị thực thi. Ai làm gì thiết kế cái đó. Chứ đơn vị thực thi là người, ví dụ bên họ phụ nữ làm quỹ tiết kiệm vay vốn chẳng hạn. Bây giờ mình đi thi cái công cụ là không hợp lý. Đấy, mình đâu có làm cái việc đó. Chúng ta không làm việc đó, chúng ta không thiết kế. Nhất định là không thiết kế được. Mà chúng ta thiết kế thì chẳng nữa chúng ta thiết kế nó không đúng. Tập huấn gì thiết kế đó. Làm những hành động gì rồi bây giờ lại thiết kế để kiểm tra những kết quả hành động ra, có thế không? Đấy. Hay là chúng ta đo cái mã cốt là 331. Chúng ta vẫn hay gọi là cốt các bác nhé. Giống như đèn pha đèn cốt ấy. Cốt là 331. Số nông dân hay là số thanh niên có kiến thức về tín dụng tiết kiệm dựa vào cộng đồng. Đây, chúng ta xem bảng này. Chỉ số giám sát 331. Số nông dân và thanh niên có kiến thức về tín dụng tiết kiệm dựa vào cộng đồng. Thực ra cái tên của các cái chỉ số này nó khác nhau một chút thôi, còn nội dung nó na ná giống nhau các bác ạ. Đây là một loạt những cái danh mục câu hỏi. Nếu trả lời đúng chúng ta tích là đúng, nếu trả lời sai chúng ta tích là sai. Một bộ câu hỏi này thường chỉ gồm khoảng 6-7 câu thôi. Và có tối thiểu 5 câu là ý chủ chốt nhất trong những nội dung chúng ta đã làm. Đấy. Nó thể hiện được những cái từ khóa, những cái chủ đề chính, những cái nội dung chính. Chúng ta phải tìm cho ra khoảng 5 cái nội dung chính trong những cái việc chúng ta đã làm. Đấy. Để chúng ta đo. Và có cả những đôi khi người ta chuyển thành 6 câu. Có người người ta thích ra 12 câu không sao cả. Nhưng 12 câu thì nó chi tiết quá, nó không hay. Thường là chỉ làm 6, 5 câu chính, 5 câu phụ, thế là tổng là 10 câu, vậy thôi. Hoặc tiếp theo, tỷ lệ phần trăm. Để đo tỷ lệ phần trăm hộ áp dụng kỹ thuật thâm canh lúa bền vững. Nhớ các bác nha, nhớ chữ áp dụng nha. Áp dụng này là ở mức độ cao rồi đấy. Thì xem bảng kiểm như nào nào. Thưa các bác là nếu muốn đo việc áp dụng hay việc tập huấn lại của những lớp tập huấn TOT, số phần trăm người tập huấn lại có thể tập huấn lại được thì chúng ta nên dùng là mẫu quan sát thực địa. Mẫu này không phải một ngày có thể quan sát được hết, bởi vì chu kỳ kinh doanh lúa à trồng lúa mất rất nhiều thời gian, vài tháng. Vậy thì chúng ta quan sát là sau cấy 10 đến 25 ngày sau cấy. Đấy. Quan sát cái gì thì cái ông nào tập huấn về cái này ông ấy phải tự thiết kế nội dung quan sát. Không thể nào bắt một cái người làm về phụ trách về giám sát đánh giá của Đa Su đi để yêu cầu phải làm bảo chị hay là anh ấy phải làm cái này. Vì anh ấy không tập huấn anh không làm được. Anh ta chỉ có thể nói là cấu trúc chung là không được chẳng hạn. Và anh ta là người tổng hợp các cái mẫu biểu này. Đấy, để xem mọi người đã. Anh ấy là một người điều phối thôi, nhưng mà phải hiểu về kỹ thuật thì mới có thể điều phối được. Đấy, rồi là quan sát sau cấy 50 đến 65 ngày này. Rồi là quan sát thời kỳ lúa chỗ bông phơi màu này. Đấy, thời kỳ lúa chín sắp chỗ bông phơi màu thì xem là việc dùng tưới nước với việc đồng ruộng ra sao. Đấy, là người ta phải quan sát. Đây là mẫu quan sát thực địa để xem việc áp dụng ra sao. Đó, em sẽ giới thiệu sơ qua cái kế hoạch giám sát rồi. Chúng ta biết được là phân công chỉ số này rồi, cho ai phải làm rồi. Và giao cái này cho các đơn vị thực thi là chúng ta sẽ đo được. Đấy là xây dựng kế hoạch đo.
Xây dựng kế hoạch đo, chúng ta có cái cột gọi là cột người chịu trách nhiệm rồi, thì chúng ta sẽ phải tổ chức họp bàn giao trách nhiệm phát triển bộ công cụ đo. Bộ công cụ đo chính là những cái bảng biểu, bảng kiểm này đấy, thì đấy chính là những bộ công cụ đo. Nếu trong trường hợp mà bên phía những cái người chịu trách nhiệm phát triển bộ công cụ đo này họ không biết phát triển bộ công cụ như nào, chúng ta sẽ phải tập huấn cho họ cách thiết kế công cụ nếu cần. Thì tập huấn nó không có gì là ghê gớm trên lắm, nó chỉ là mấy cái câu, có thể là một cái email thôi, viết cho họ một cái hướng dẫn về cách thiết kế công cụ là xong, chứ không thiết thiết là cứ phải triệu tập nhau ra đây ngồi để làm. Bước 3, tổ chức lấy mẫu. Tổ chức lấy mẫu. Thế thì việc tổ chức lấy mẫu ấy, thì chúng ta đối tượng mà chúng ta nhằm vào là ai, thì chúng ta sẽ đi đo những người đó. Đo đầu ra chúng ta phải đo đấy. Đo chỉ số này chúng ta phải đo. Tập huấn cho ai thì đo người đó. Dạy nghề cho ai thì đo người đó. Đấy. Hay là mô hình trình diễn những ai tham gia thì đo người đó. Hội thảo những ai tham gia thì đo người đó. Đấy. Thì chúng ta phải chuẩn bị danh sách đối tượng cần đo. Mà danh sách đối tượng cần đo người ta gọi là dung lượng mẫu. Đấy. Dựa trên dung lượng mẫu chúng ta xác định cỡ mẫu. Cỡ mẫu và biên bản chọn mẫu. Biên bản chọn mẫu dựa trên bộ số ngẫu nhiên hoặc là bước, hoặc là chúng ta dùng là cái sử bước mẫu. Thì sau đây em sẽ giới thiệu luôn. Chuẩn bị danh sách, em mở danh sách ra. Em sẽ mở danh sách ra luôn. À, lead of VDB rồi. Đây là danh sách. Danh sách 25 ban phát triển thôn, thành viên của 25 ban phát triển thôn. Bởi vì sao lại có cái danh sách này thì em giới thiệu như này. Đây tất cả những thành viên trong ban phát triển thôn ở các thôn mà trong vùng dự án, có dự án, thực hiện dự án thì được tập huấn về các cái chủ đề liên quan đến kỹ năng quản lý dự án phát triển. Và em đo thì em sẽ đo những cái ông này, bởi vì em tập huấn cho họ rồi. Họ thường xuyên tham gia những hội thảo và hội nghị. Em đo ông này. Đấy. Đo thì đây em lấy ví dụ đây là danh sách này của em có 189 người. Đấy. Có tên của họ, địa chỉ của họ, ở đâu có cả. Đấy. Có cả xã Y Can này, xã nào có cả. Thế thì khi mà chúng ta có danh sách này rồi, chúng ta đâu biết được rằng là đây là dung lượng mẫu rồi, thì chúng ta bây giờ phải chọn mẫu. Thì chúng ta sẽ dựa theo làm thế nào để chọn được cỡ mẫu chúng ta khảo sát. Đấy. Một câu hỏi luôn luôn đặt ra là khi chúng ta là phải điều tra bao nhiêu đơn vị mẫu để nó đại diện và có thể suy rộng cho toàn tổng thể. Suy rộng này thực ra nó chính là sử dụng công thức tam suất để cho ra tổng thể. Đấy. Và cái phân tích này có ý nghĩa và kết quả nghiên cứu đánh giá này, giám sát này nó có giá trị về mặt khoa học. Thì đây. Nếu tổng thể nó nhỏ, nó chỉ vài nghìn thôi chẳng hạn, 2 3 4 5 nghìn thôi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dùng công thức này. N bằng N lớn chia cho 1 cộng N lớn chia cho E bình phương. Chia E bình phương. Tổng thể tức là dung lượng mẫu. Ví dụ là N bằng 2000. Với độ chính xác chúng ta mong đợi là 95%. Thì sai số đương nhiên sẽ là 5%. Sai số 5%. Thì cỡ mẫu sẽ được tính là N sẽ là 2000 để trên này, trên tử số là n lớn này, chia cho 1 cộng với 1 cộng với n lớn là 2000,
nhân với lại e bình phương. E chính là cái sai số, và e của chúng ta là cộng trừ 5% thì tức là 5%, tức là 0,05, 0,05 bình phương, thì nó cho ra là 333 người, 333 người. Và em có lọc ra một cái bảng đây, bảng số mẫu cần phỏng vấn với độ tin cậy lần lượt là 90, 93, 95 và 97%. Nếu dung lượng mẫu của chúng ta là N lớn này, em ghi luôn lên N lớn cho nhanh, N lớn này. Đấy, N lớn em cho này ra để cho nó nhìn màu đỏ. N lớn này, cỡ mẫu cần phải có là tương ứng với lại 95%, 93% và 90% là bao nhiêu? Đấy, dung lượng mẫu 500, chúng ta cần với độ tin cậy 95%, chúng ta cần hạt phỏng vấn 222 người. Với độ tin cậy xuống 90%, chúng ta còn có 83 người. Chúng ta sẽ tra ở đây, em làm ra đây để cho chúng ta dễ tra. Và dung lượng mẫu N lớn này, N lớn này là hai trăm người với độ tin cậy 90%, thì chúng ta cần cỡ mẫu là 67 người, phỏng vấn 67 người. Nhưng nếu chúng ta chỉ cần độ tin cậy 85%, chúng ta chỉ cần 36 người, 36 người mà thôi. Chúng ta nên để ở 80, 85, 85 thôi là tốt lắm rồi. Chúng ta tận dụng triệt để cái công thức đó là công thức 80-20. Công thức 80-20 là một công thức toàn cầu. Chúng ta nên áp dụng cái công thức đó. Và chúng ta nên để 80 hoặc 85 thôi, thì nó dễ việc làm cho chúng ta. Đấy là cách chọn về cỡ mẫu từ dung lượng mẫu. Đây là chúng ta mới xác định được cỡ mẫu thôi nhé. Mà cái cỡ mẫu này là để cho nó có ý nghĩa về nghiên cứu và có giá trị về mặt khoa học nhé. Còn nếu bác nào mà cảm thấy lăn tăn thì có thể dùng công thức ở đây. Em điền công thức sẵn đây rồi. Mình cứ điền vào đây số lượng người cần đo thôi. Ví dụ như anh cần đo đây là thay vì số 30 dung lượng mẫu chúng ta có thể là 111 chẳng hạn. Thì với cái độ tin cậy là 85% thì nó chỉ cho ra chúng ta phỏng vấn có 31 người thôi, tức là 1 phần 3 thôi. Đấy, hiện ra đây. Chúng ta đây có 90 người thôi chẳng hạn. Thì chúng ta chỉ cần đo 29 người thôi. Chúng ta có thể làm tròn lên, lệch một vài một hai phiếu không sao cả. Và thì đó chính là cái chuẩn bị danh sách và xác định cỡ mẫu là chúng ta đã biết rồi. Bây giờ chúng ta làm thế nào để tìm ra phỏng vấn ai trong cái danh sách này? Thì chúng ta sẽ phỏng vấn ai? Chúng ta sẽ phỏng vấn ai? Thì thưa với các anh chị, chúng ta sẽ sử dụng, ví dụ như ở đây có ta có 189, em điền đây là 189 đây ạ. Nếu chúng ta có 189 người như ví dụ ở đây thì chúng ta cần phải khảo sát là 36 người. Với độ tin cậy là 85%, chúng ta khảo sát là 36 người. Và chúng ta sẽ phải đi tìm bước mẫu. Đây là chọn mẫu đơn giản là chúng ta dùng bước mẫu. Chúng ta dùng bước mẫu. Bước mẫu thì chính là cái số dung lượng mẫu mà chia cho cỡ mẫu. Đây ạ, M 16 chia cho 36 thì sẽ ra là 5. Bước mẫu là 5. Bước mẫu là 5, vậy thì cứ 5 người chúng ta lấy một người. Làm thế nào để chúng ta có thể xác định là 5 người, cái số người, cái người đầu tiên? Cái người đầu tiên, một cách đơn giản nhất các anh chị có thể hô cho một người làm 5 cái xúc xắc. Mỗi một cái ghi giống như kiểu đánh đỏ đen ấy, chúng ta ghi vào đó là một, từ 1 đến 5. Và chúng ta xóc lên, gập kín lại chúng ta xóc lên và cho một người bốc ngẫu nhiên. Nếu là số 1 thì chúng ta sẽ là người đầu tiên sẽ là số 1. Và cứ 5 người chúng ta lại 2 3 4 5 thì sẽ là 1 5 10 15 20. Cứ thế chúng ta sẽ lấy ra được 36 người. Đấy. Được chưa ạ? Và việc lấy cái số người này ấy,
thì chúng ta phải ghi vào biên bản chọn mẫu. Chúng ta phải có biên bản chọn mẫu. Đấy. Ví dụ như là biên bản chọn mẫu này, hôm nay thời gian ngày bao nhiêu, thành phần tham gia là những ai trong cái buổi họp phân công đó. Và lựa chọn chỉ số ấy, thì đây là thành phần tham gia, nội dung chi tiết cuộc họp đối với dự án giáo dục, đối với lại cái chỉ số ở code 1111 này là tên chỉ số là như này. Tài liệu có sẵn là danh sách giáo viên được đánh thứ tự từ 1 đến 128. Các con số từ 1 đến 128 ứng với là 128 giáo viên. Phương pháp chọn mẫu là dùng khoảng cách mẫu chia theo tỷ lệ quy định. Tổng số là có 128 này là cỡ dung lượng mẫu. Còn cỡ mẫu sẽ là 128 nhân 10%, tức là người ta phỏng vấn có 13 người thôi. Khoảng cách mẫu sẽ là lấy cái dung lượng mẫu này chia cho cỡ mẫu. Dung lượng mẫu 128, cỡ mẫu là 13, chia ra thì bằng khoảng cách là 9. Thì chúng ta sẽ số ngẫu nhiên người ta nhặt được là 8, người ta ghi vào biên bản là 8. Người thứ một có số thứ tự y bằng 8 và những người sau cứ 8 cộng với lại 9 mà ra thôi. Cứ 8 cộng 9, 17 cộng 9 và 27 cộng 9. Thế thôi, 29, 26 cộng 9 và ra được tên của những cái người, số thứ tự của người cần phỏng vấn rồi, thì chúng ta phải lập ra đây cái danh sách những người đó là ai, tên là gì, ở chỗ nào. Đấy. Và chúng ta photo cái biên bản này đưa cho các cái thành viên phụ trách đo chỉ số đó để họ đi họ đo, và đưa cho thành viên đấy để họ đi họ đo. Đấy là chúng ta phải có biên bản chọn mẫu. Thế thì sau khi giao được cái biên bản chọn mẫu rồi là biết được ai phỏng vấn rồi, phỏng vấn ai rồi, có được công cụ rồi, chúng ta yêu cầu về thời gian phải hoàn thành. Đấy. Và trong quá trình đi đo đó ấy, thì cán bộ của Đa Su phải hỗ trợ giám sát quá trình phỏng vấn. Chúng ta sẽ không giám sát hết được, thì chúng ta cũng phải giám sát được khoảng độ 20% trong tổng số những cái phiếu đấy. Chứ không phải cứ để cho cán bộ người ta đi ra phỏng vấn bừa gốc cây, ra ngồi gốc cây điền tích 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 tích, tích phát đến ngày nộp xong. Không, không có chuyện đấy. 20% khảo sát ngẫu nhiên. Ví dụ ông Trái Trung Hà ông đi hỏi chẳng hạn, là phải có cán bộ Đa Su đi cùng. Ông hỏi 20 phiếu thì chúng ta phải đi xem người ta phỏng vấn như nào, một phiếu cái đã. Ngẫu nhiên một ngày đẹp trời chúng ta đến là chúng ta sẽ có độ tin cậy. Và dựa trên cái hệ thống bảng biểu mà em xây dựng đây ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể giải trình với nhà tài trợ, bất kỳ với ai đó đến đây làm việc với chúng ta đều thấy chúng ta làm việc là có căn cứ về lý thuyết, về sự chuyên nghiệp, về danh sách, về biên bản. Đấy. Xin được dừng cái đã.